Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, sáng 10 tháng 2, xã Yên Khương đã phối hợp với đồn biên phòng Yên Khương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, xã Yên Khương luôn xác định việc trồng rừng, bảo vệ rừng ngày càng có vai trò quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược đối với cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, hàng năm, xã Yên Khương luôn thực hiện trồng và chăm sóc diện tích rừng trồng theo đúng kế hoạch đề ra, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2022, xã Yên Khương đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Toàn xã đã trồng được 290 ha, chăm sóc rừng trồng là 560 ha, chăm sóc và bảo vệ rừng gần 2.200 ha, duy trì độ che phủ rừng 75%. Năm 2023, xã Yên Khương phấn đấu trồng gần 330 ha rừng các loại, bảo vệ 2.200 ha, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Trồng cây trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Yên Khương đã đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo xã Yên Khương, đồn biên phòng Yên Khương cùng đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân đã tham gia trồng cây đầu xuân tại bản xã. Cùng với đó, để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2023, xã Yên Khương kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan tổ chức hãy đóng góp cụ thể, thiết thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 vì một Việt Nam xanh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam mãi xanh tươi và bền vững.